Chào quý vị các bạn, hôm nay mình đổ xăng nè. Hôm nay giá xăng hạ rồi, nó còn 2 đồng 59 ở cây xăng này. Thì mình đổ thẻ thì 2 đồng 69, ồ thấy không, 2 đồng 59, đúng rồi, 2 đồng 59 rồi, nhảy lên rồi. Bây giờ của mình ha, mình bóc hai cái khăn này dùm vô giặt mà quên rồi. Để đây lắm, có chùi lau gì chùi, có chùi tay không được không. Nhường cho tôi đi để đậu giữa đàn rồi lắc nữa thôi. Kia nó lên. Dạ, nó ở đằng sau đít rồi. Bây giờ mình đi lên đường cao tốc nha. Ở ngay sau đít mình rồi, đằng nào mình cũng phải xuống khỏi cái này, không có nhường nó đi đâu được hết á.
ông cảnh sát nằm đây cái chạy có 55 mà mắc cười không. Chắc
cầu cả chục mét à. Cao quá à, không biết nhiêu nữa. Này nằm chắc ngất chưởng ngưỡng ở trên luôn. Chạy không đập thắng mà phải đúng á.
nhảy sang chỗ khác chứ không có để mà đập thắng, nên nó đỡ tốn xăng, nó đỡ uống xăng á, là vậy á. Phải đi, đi qua xong rồi chen trở lại, quên hả, qua một len nữa mà mở đèn bên này, thiệt mắc cười. Đây là cầu vòng vòng đây, tới cầu vòng vòng rồi, 1:20. Phút tới đường Main Street rồi đó, thấy không? Street là con đường, đường Main. Main là đường chính. Đường tên là đường chính. Đường cái gọi là đường cái. Ok, bị kẹt xe rồi. Quay lại. Để đây, mỏi tay quá rồi. Tê tay luôn đó. Ở đây hai ba con đường nó nối vô á, lúc nào cũng kẹt xe hết trơn. Đường giờ này vắng cũng bị kẹt xe nữa. Để mình nhìn coi cái sao điện thoại này nó có ba cái lỗ ta. Vô đi ông già. Thôi còn quay hả, đã mỏi tay rồi. Giờ từ hồi nãy là bảy mấy dặm, giờ còn có 7 dặm, giờ nhích cả nhích. Rồi tới đây đường nó chẻ ra nữa, chẻ ra làm ba luôn, ba hướng đi, ba hướng đi cộng thêm hướng quẹo xuống dưới đất nữa. Dài sòng sọc thì người ta vô từ hồi nãy đi, để bây giờ mới chung vô. Lên gần tới đây rồi only rồi mới chịu chung vô. Tiếc một chiên chút xíu, vẫn biết mà dài sòng sọc à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vô trung tâm đâu thao rồi đó. Ai 770204 gì đó. Trung tâm của đâu thao rồi. Xe này nó nổ lớn quá. Nó noi gì quá. Vàng dễ thương.
chờ cả nửa tiếng đồng hồ nữa. Vào đây, đậu đây chờ. Còn nửa tiếng nữa. Đậu gốc cây cho chim ỉa chơi. Rồi mình tạm ngưng nha. Video của mình đến đây cũng dài lắm rồi. Tới đâu thầy không rồi. Tới chỗ trường học rồi. Ok bye bye nha. Gặp lại sau nha. Next video ha. Bye bye.